Ở đây là bơi da ghe nè. Bà con mình đi biển vô sông á, gia đình đem hải sản lên trên cảng bán á, bắt đầu còn mấy anh mà ở dưới ghe nè, mấy anh đang giặt giã đó, anh lấy cái sợi dây anh đập đập vô giã cho nó sạch đó. Cá trà nhớ. Cầm con cá nhồng, để bỏ con cá nhồng nó bự. Ghe ở đây đậu cũng khá nhiều á gia đình. Bà con ở đây cũng vui vẻ lắm gia đình ơi. Mình tới đây mà mình không biết là mình hỏi bà con, người ta chỉ tận tình lắm. Bên phía tay trái em là có con sông á, ghe thuyền đậu quá trời luôn. Mến chào cô chú anh chị nha. Ngày mới chúc cô chú anh chị được nhiều sức khỏe. Em hiện tại giờ đang có mặt tại cảng cá Phú Hải nè gia đình. Ở đây là có con đường đi vô nè. Cảng cá Phú Hải đây là thuộc về là phường Thanh Hải, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận nha gia đình. Mời cô chú anh chị cùng đi với em nha, tham quan bà con ở đây đánh bắt như thế nào nha. Em đang đứng ngay cảng cá Phú Hải luôn. Giờ này cũng 7 giờ hơn rồi gia đình. Mấy bữa nay bà con mình đi đánh bắt, trời thì cũng mới vừa im lại thôi, thành ra cá mắm ở đây cũng hơi ít. Giờ cô chú đi với em tham quan bà con mình ở đây đánh bắt như thế nào nha, và mua bán hải sản ra làm sao. Ở đây có những cái thúng nè, trời, cái thúng bự quá sợ quá trời luôn. Thúng ở đây có những cái máy kéo lưới kéo dập rồi nè. Ở đây bà con mình đi biển mới vô, em thấy bán cũng gần hết rồi gia đình ơi. Em ra hơi trễ rồi. Bà con đang ngâu lửa nè. Thấy lửa ốc. Ốc kìa, nhỏ quá trời luôn. Cảng cá đây cũng rộng lắm. Những cái thúng ở đây á gia đình là có gắn cái sỏ ở đằng trước luôn, giống như là những chiếc ghe vậy đó. Con mình mới đi biển vô nè gia đình ơi. Mới vừa cập bến luôn mấy cái thúng nè. Đây có chiếc đò đang chạy vô nữa nè. Ở đây là đi nghề dập vô gia đình, dập ship á. Bắt đầu dinh lên đổ ra và là bán tại chỗ luôn. Vô mọi thứ, cái chúc, cá đục, cá đù. Bà con mình đổ ra ngay cái khu vực đây ngồi lửa bán luôn. Rẻ sống. Ốc. Ghẹ sống 200.000 một ký. Mấy hôm nay ghẹ vô cũng nhiều, thành ra ghẹ nó hơi rẻ một chút.
đổ ra chưa lựa luôn nè gia đình. Ghẹ có, tôm tích có, cá lộn xộn luôn. Bà con mình ngồi từ khấm ngồi lựa ra là bán tại chỗ luôn gia đình. Cái này mình đi ngày dập vô ha chú. Mực mực tua. Thì là có cá ngát sọc nè, cá đục trắng, đục vàng, lộn xộn. Còn mực đây là mấy chị vô bao sẵn luôn nha. Chứ bằng tua đen á. Hôm nay là có những chiếc ghe da cào đi mới vô nữa nè gia đình. Ghe lông, cá chai, cá lãi. Cá lãi là cái con cá này nè gia đình. Đây cái thúng nhỏ nhỏ chở đồ vô nè. Cá chai nhớt. À, bà con mình đi biển vô sông á gia đình, đem hải sản lên trên cảng bán á, bắt đầu còn mấy anh mà ở dưới ghe nè, mấy anh đang giặt giã đó, anh lấy cái sợi dây anh đập vô giã cho nó sạch đó. Còn đây là bơi ra ghe nè. Dập ship vô người mớ ở gia đình đó, không có được nhiều. Cá mới vô, cá tư ghê luôn. Cá ngát sọc nè, cá đục trắng, cá đù, cá lử. Đây có mớ ghẹ. Cảng Phú Hoài ở đây nhỏ hơn cảng Phan Thiết nha gia đình. Thành ra là ở đây là thường thường là em nghe mấy anh đi biển vô mà anh nói là ghe tứ xứ hay cập vô đây để bán cá lắm. Cảng Phú Hoài ở đây nó có hai cảng, một cái cảng ở chỗ đây em đang đứng và một cái khúc phía trên kia có một cái cảng Phú Hoài nữa. Hồi nãy nghe cái anh ở đây anh chia sẻ anh nói như vậy đó. Còn đây là cá cơm nè gia đình. Ủa, có cơm bự ghê luôn. Cho nên coi nè, chợ cá này mà kho thì thôi chứ. Con nào con lấy nó bằng ngón tay em vậy. Cá đù giấy. Đây là cá nhái xanh xương. Ở đây xây cảng có hai cái nhà lồng để cho bà con mình tập trung gìn cá hải sản này lên trên đây bán nè gia đình. Nhìn nó cũng cao thoáng. Đây có những kết cá mồi nè. Là ghe mới đi biển vô nè gia đình. Ghe giả cào. Đây là có những bao ghẹ ốc. Ở đây mấy ảnh đang xả dây, sợ dây to to là ta gọi là dây bụi nè gia đình. Ví dụ như người ta đi một thời gian, một lèo hai lèo biển người ta vô á, người ta xả dây ra người ta so lại cho nó có bằng hay không. Tại mình đi đánh bắt lâu ngày vô
nó cũng có sự chênh lệch. Thì lúc thả giả xuống đi nó không có được đều, dù đánh bắt nó cũng không có được đạt lắm, thành ra là phải so lại cho nó bằng. Sợi dây nó bự quá trời luôn. Anh cầm con cá nhồng, trời ơi con cá nhồng nó bự. Đây có kết cá nè, cá ngăn, cá lộn xộn gia đình, cá nhồng. Ghe ở đây đậu cũng khá nhiều á gia đình. À, cảng Phú Hàm mình ở đây, bà con mình vô giờ này là cũng đã muốn hết ghe thuyền rồi gia đình đó. Bây giờ em dắt cô chú anh chị chạy ra cái đoạn đường phía ngoài đây, có một cái xóm lưới ghe nữa cho gia đình xem nha. Dạ, từ ở trong cảng Phú Hải em chạy quay lại ngược lại ra ngoài đường Phạm Văn Đồng nè gia đình. Có một cái làng chài nhỏ nhỏ, bà con mình tập trung về chuyên về môn lưới ghẹ nè gia đình. Đang vũ và gỡ lưới ghẹ ở đây nè. Bên bà con mình vũ lưới ghẹ là có một con sông á, bà con mình đậu ghe ở đây nè, quá trời luôn. Giờ bà con mình đang ngầu thao lưới ghẹ nè. Em tới em quay bà con mình gỡ ghẹ và đánh bắt ghẹ. Mấy hôm nay em thấy ghẹ cũng nhiều, nhiều lắm á gia đình. Tầng ghẹ lông ghẹ đỏ không á gia đình. Ghẹ này mình bán nhiêu một ký vậy chị? 60 ngàn hả chị ha? Dạ cảm ơn chị. Đây màu dài, đổ dài xuống là bà con mình ngồi gỡ gần lưới ghẹ không á gia đình ơi. Lưới ghẹ này mình thường thường là mấy giờ ở đây vô vậy chú? 5 giờ. 5 giờ sáng hả chú ha? Giờ này là vô hết rồi hả chú ha? Dạ con cảm ơn chú. Ở khu vực đây là bà con nói là chuyên về lưới ghẹ không á gia đình? Đây nè, ghẹ nè, quá trời chưa? Lưới ghẹ vô nè, lưới ghẹ thì phải chịu khó gỡ rồi, nó hay lưới nó hay rối á. Ở đây thấy, thấy bà con mình ngầu gỡ lưới ghẹ đông quá đó, trời luôn. Đổ dọc con đường này là con đường Phạm Văn Đồng nha gia đình. Quay lên đụng mấy ông mẹ đàn bà mấy mẹ giáp. Bà con ở đây cũng vui vẻ lắm gia đình ơi. Mình tới đây mà mình không biết là mình hỏi bà con người ta chỉ tận tình lắm. À,
Bên phía tay trái em là có con sông á, ghe thuyền đậu quá trời luôn. Ghe là ghe to to có, ghe nhỏ có. Em quay hết cái khu vực đây rồi. Bây giờ em mời cô chú anh chị đi với em, đi qua bên chợ Phú Hài luôn nha gia đình. Ở đây là những cái thúng nhỏ nhỏ này là bà con mình đi lưới ghẹ vô nè gia đình. Bà thao lưới chưa? Ở đây mấy chú mấy bác ở đây lớn tuổi hết mà vẫn còn đi biển nha gia đình. Khu vực ở đây nguyên một cái bờ kè, đây là đậu ghe ở đây đông đông lắm. Bên đây là nhìn qua là thấy cảng cá Phan Thiết luôn gia đình. Mấy chú ở đây đi dập cũng có, đi lưới ghẹ cũng có. Là lên gỡ xong là ngồi bán tại chỗ ngay cái bờ kè dưới hè vậy luôn nè gia đình. Ở đây là vô cá tư đi bữa một. Có cá đối nè, cá lẹp. Cá đù, cá lăng tiêu, cá ốc nè, cá cháp. Con cá dài dài này là cá gì vậy chị? Dạ. Cá cháp. Cá măng chị ha. Dạ, cá chép. Dạ, cảm ơn chị. Nha chị ha. Là bà con mình ở đây đông lắm ha. Dạ, để lần đầu tiên mới ra đây em không có biết á. Dạ, cảm ơn chị nha. Đó, bà con mình bán cá theo bên dĩa hè. Đây có cá mồi. Bây giờ em đang đứng trước ngay cái cổng Phú Hài nè, phường Phú Hài nè gia đình. Con đường đó mình đi thẳng là đi ra ngoài Hòn Rơm á gia đình nè. Giờ mình đi xuống chợ Phú Hài nha gia đình. Là mình bắt đầu vô gần tới chợ nè gia đình. Ở phía trước là em thấy bà con mình cũng tập hợp cũng đông lắm. Em nghĩ chắc cái khúc trước đó là chợ đó gia đình đó. Giờ mình đi vô chợ. Em có mấy chị ngồi bán tôm nè, nghe giữa đường luôn, nghe dĩa hè chứ. Tiếp theo là mình đi vô là đầu tiên chợ Phú Hài là em thấy là có hai bên đường bà con mình đó, bán đồ cũng nhiều lắm. Bà con mình bày bán hai bên đường rau, củ rồi nè, trái cây. Ở đây thấy bà con đi chợ cũng tấp nập lắm đó nha. Giờ này ở đây cũng 8 giờ hơn rồi gia đình ơi. Nãy giờ em ở dưới cảng Phú Hài mà em ra trễ quá thành ra là bà con mình bắt cá hết rồi. Bây giờ em ghé qua chợ, em quay cảnh chợ cho gia đình xem. Đây là có bán sữa đậu nành, sữa đậu xanh, dừa đồ. Trước mặt em là nhà lồng chợ Phú Hài. Đây là khu vực chợ Phú Hài nè gia đình. Trước nhà lồng đi vô là có cái ba chỗ gửi xe. Ở Phú Hài mình ở đây nó nằm về là đường là 30 Ung Chiếm, khu phố 2, phường Phú Hải, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận nha gia đình. Và mình đi vô chợ nè. Ở đây bà con mình bán rau củ nhiều lắm đó gia đình ơi. Trái cây rồi bông hoa quả rồi đủ là thứ.
Ba ơi, tôi cho ba nè. Dạ. Khu vực đầu tiên mình thấy là bán trái cây ở đằng trước. Em nghĩ là ở đằng sau đây là bán hải sản, cá, thịt rồi nè gia đình đó. Đây là có bán bánh bông lan nè. Mấy cái gian hàng bán đồ ăn sáng gia đình. Chợ cá nằm ở đằng sau. Đây có mấy chị đi bán cá nè, ghẹ. Cá bò da, bò dép á gia đình. Cá ngát sọc. Cá sòng. Cá lứ vô mới vô không á gia đình ơi. Đây là cá đùi. Còn đây là có cá mồi, cá liệt. Cá liệt cơ thôi gia đình ha. Cá liệt này là cá liệt vàng nè. Cá này béo lắm, kêu bằng cá liệt dầu á. Cá ngao. Cá mồi. Tiện lợi dễ xài. Khu vực chợ ở đây bán cũng gói gọn như đây nè gia đình. Đây bán hải sản cũng nhiều lắm, cá đồ cũng đủ loại đa dạng. Trình bông. À, có con cua xanh mới đổ ra nó còn que que luôn á gia đình. Bông rồi. Chợ Phú Hai mình ở ngoài á, mình đi vô là có cái hàng bông là bán trái cây, bông hoa quả, kế tiếp là bán rau củ. Và sau đó ở đằng sau chợ đây là bán thịt, cá, tôm, cua rồi đầy đủ nha gia đình. Bà con mình ở đây buổi sáng đi chợ đông lắm. Có cá mồi nè, mới vô nè gia đình, cá còn tươi ngon luôn. Cá mồi này béo lắm á. Ở trên là cá sòng. Cá sòng này nấu hành ớt. Hết chơi luôn. Trên đựng cá đối nè. Đổ bê tông đó, bê tông chưa sợ đổ nữa. Cá bò dép, cá trình, cái bên có cái cô bán khô. Đây là trình bông nè. Cá hố, cá sóc trắng. Cá chai, cá chép. Dạ, chị gái đây là bán cá khô ép nè. Khô hố nguyên con mà xẻ. Cá chỉ tẩm rồi đó gia đình. Đây là bán cá đối, cá đù giấy, có lộn cá đù bát trong đó nữa. Cá cam nè, cá bả chầu. Ai đang ngồi bán mắm nè. Bán mắm. Bấm với lại bán chả cá. Cá đói tư luôn gia đình ơi. Cá ngát sọc. Đây là cá lò dầm.
vào đó là hết cái khu vực chợ ở đằng sau nha gia đình. Cũng có mồi tươi quá trời tươi luôn. Mồi mua em hả? Có cá bạc má. Ở đây mấy chị đây bán ngồi khúm người bán mới mới gia đình đó. Chắc của gia đình đi biển vô rồi đem vô ra chợ ngồi bán gia đình luôn nè. Bây giờ em quay hết cái khu vực bán cá ở ở chợ mình rồi, bây giờ em đi vô trong. Vô trong qua những cái gian hàng mà bà con mình bán đồ ăn sáng ở đây nha. Xem bà con mình ở đây bán đồ ăn sáng ở đây như thế nào nha gia đình. Có cô là bán bánh bông lan nè. Trong đây thì em nghĩ là chắc cũng bán bún thịt nướng có nè. Hủ tiếu, bún riêu. Ở đây có cái chị này bán trứng. Trứng cút, trứng vịt, rồi trứng gà là có hết. Ở đây thì có chị này thì bán bánh xèo. Wow, bánh xèo nhìn thấy ngon quá. Thì gần cái nhà lòng chợ Phú Hai mình ở đây nó nhỏ nhưng mà nó bán đồ cũng đầy đủ lắm á gia đình ạ. Chè, cháo gì có hết. Thì bán sâm bô lượng nè. Đây là chè. Bánh chuối nè. Mấy cái món này mấy chị mà ở bên nước ngoài đó, mấy chị em nào ở bên nước ngoài là thèm lắm. Bánh kẹp, khoai mì, khoai lang. Ở đây là có gian hàng bán bánh tráng. Chính giữa lòng chợ là bán rau củ nha gia đình. Tới đây mình ăn mì Quảng nè. Ăn thử mì Quảng ở Phú Hoài. Đây là bán bún, cô bán bún riêu hả cô? Dạ, sáng giờ bán đỡ không vậy cô? Dạ. Dạ, cảm ơn cô. Chợ mình ở đây cũng đông quá, bà con đi chợ cũng đông. Bác đang bán tàu hũ. Tàu hũ nước đường. Ăn mì Quảng ở đây nha. Bánh ướt. Tại những cái nhà hàng ở đây bán là không có để thương hiệu nha gia đình, cho nên em không có quảng cáo. Chỉ là kêu ví dụ như là cô ba, cô tư vậy thôi. Bánh ướt này ăn với lại mắm nêm nè. Đang ngồi trong lòng chợ luôn, chợ Phú Hai, ăn thử cái món mì dạ mì vàng mì trắng gì cũng được các cô, cái kia chút cái nọ chút đi, mì vàng với lại mì trắng, nhưng mì Quảng ở đây nè gia đình, ở chợ Phú Hai, ăn thử cho gia đình xem nha. Quảng ở ngoài đây là như vậy nè gia đình, đó, chút xíu nữa thì thôi, tại vì em ăn hai loại mì, thành ra là cô bán hai loại mì luôn, ăn kèm chung với rau nè. Mời gia đình nha, mang với em nha. Gia đình nha. Nước lèo đây cũng ok lắm á gia đình.
cũng vừa khẩu với khẩu vị lắm. Cái ta đó nhìn hấp dẫn chưa? Sau đó là mình cho miếng dao giá vô này cho nè, trộn lên đó, để con cá là chết rồi. Rồi em mời gia đình nha, ăn mì quảng. Con mì vàng ở đây gia đình nè, ăn nó dai ngon. Gia vị đi nấu cũng ok, vừa ăn. Em mới đó em giặt hết tô mì quảng rồi mà em ăn không có hết. Bây giờ em đi ra khỏi khu vực chợ Phú Hài. Ở đây có chị gái để bán sò giò nè gia đình, chè cháo rồi bánh lọt rồi có hết gia đình ơi. Thì chị này món chè, chè đậu trắng, chè canh mì, nhìn thấy ngon quá. Đó, em muốn khỏi khu vực này là khỏi cái lòng chợ Phú Hài rồi gia đình. Tại vì cái nhà lòng chợ Phú Hài mình nó chỉ có dọn dẹn chỉ có nhiêu đây thôi. Đó, em quay hết khu vực này cho gia đình xem. Em video bây giờ cũng khá dài rồi gia đình ơi. Em xin phép cô chú anh chị cái clip ở đây nha. Cảm ơn cô chú anh chị đã xem clip của em. Tại nãy giờ lần đầu tiên em mới đi giao vào đây á. Thực ra em đi nó hơi trễ. Nhiều lúc ra nhầm những lúc chợ bà con mình bán hải sản cũng hơi ít. Và gia đình mình thông cảm nha. Lần sau em có ra em sẽ quay chi tiết nhiều hơn. Cảm ơn cô chú anh chị đã xem clip của em. Bye bye gia đình.